nhìn nghiêng chúng ta sẽ thấy cái đường vẫn là cái dáng S-line ha, vẫn tạo được cái dáng S-line bằng chỉ nha. Đó, và cái trụ mũi được dựng lên. Thì so với lại trước khi mà mình làm cái thủ thuật này á, thì cái nét đẹp mình rôm lên rất là nhiều. À, trước đây thì em gái đã quá đẹp rồi, bây giờ lại thêm một cái độ nữa và làm cho cái mũi có độ cao, độ dài chuẩn hơn. Mình tên là Lina Nhung, mình sống và làm việc tại nước Đức. À, con gái mình đã làm ở đây rồi, làm mũi đi về bên Đức, tất cả mọi người ai cũng đều thích. Từ đó mình rất là tin tưởng ở nơi đây, và hôm nay mình đã được bác sĩ Thảo làm cho cái mũi bằng chỉ sinh học ha. Thật là tuyệt vời, rất là đẹp, không đau, không gì hết. Đúng làm rồi. Rất là nhanh gọn, rất là đẹp hết. Nơi đây là nơi mà em tin tưởng rất là nhiều. Nhất định em sẽ chở đến. Lina tin tưởng rất là nhiều, nhất định sẽ chở đến đây trong tuần sau, tuần tới gì đó sẽ làm đẹp vài thứ còn lại nữa. Còn như thế này thì chúng ta thấy là một dáng mũi rất tuyệt vời. Em có thấy hài lòng với dáng mũi của mình không nè? Dạ vâng, em rất hài lòng ạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy thì dạ. Em có cái tâm tình gì có thể chia sẻ với các bạn không, sau khi mình trải nghiệm nâng mũi bằng chỉ rồi nè? Dạ vâng, thì sau khi em trải nghiệm qua cái quá trình nâng mũi bằng chỉ ở đây thì em rất là hài lòng, đặc biệt là dáng mũi rất là đẹp luôn. Em cảm ơn bác sĩ Thảo nhiều lắm. Cảm ơn dạ em. Vâng. Rồi, thì chúng ta thấy ngay sau nâng mũi, cái độ cao ở ngang hai mắt là khi mà nó chỉnh lên thì các bạn thấy mắt đẹp không? Tự nhiên là mắt đẹp hơn so với lại trước khi mình làm. Dạ. Ha. Thứ hai là tổng thể khuôn mặt luôn, chúng ta thấy là mặt gom gọn, và cái thứ hai nữa là tươi trẻ ra. Và bây giờ em có cảm thấy là quá đau hay là khó chịu không? Dạ không, chị hơi ê ê chút. Hơi ê ê nha. Và sau cái, tại vì khi mà mình ở đây một cảm giác rất thật thôi, nếu mà nó không đau hoàn toàn, không biết gì á, thì thật sự ra nó không có đúng lắm, nó cũng là không thực tế nha. Vẫn có một cái ê ê đó, nhưng mà chúng ta sẽ được uống cái thuốc giảm đau ha, thì sau đó lập tức thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ chịu thôi, đúng không? Tại vì khi mà nâng mũi, nâng mũi độ cao lên, và đặc biệt là dùng cái trụ lên, thì cái áp lực dồn lên cái trụ mũi này ha, cái đầu chóp mũi này rất là nhiều. Cho nên là với cái ê ê như vậy thì hoàn toàn là bình thường thôi, nó không quá đáng, đúng không em? Rồi, em cho bác sĩ hỏi là vì sao em chọn cái dịch vụ nâng mũi bằng chỉ nè? Dạ, em cũng có người quen giới thiệu. Như là em có theo dõi fanpage của bác lâu rồi.